Để giới thiệu các bạn, đây là món lòng xoài rau dưa nhá. Đấy, ở đây mình hay gọi là bánh xe. Đây là khấu ruột cùng của con lợn. Này, toàn miếng dày này thôi. Đấy. Chào mừng các bạn trở lại video tiếp theo của mình nhá. Hôm nay thì thằng em mình cũng đi vào bản chơi và mua được một con mèo khoảng tầm gần 3 cân. Nó cũng không biết làm nên là mang đến đây nhờ mình làm hộ. Thì mình cũng quay lại video cho các bạn xem luôn. Bây giờ các bạn cùng vào bếp với mình để xem mình chế biến món thịt mèo này như nào nhé. Xin mời các bạn. Đây, bây giờ là lúc nãy một mình làm lông nên là hơi lâu tí, bây giờ có anh Nho với lại bạn Thành này trợ giúp nên là mình mới quay được đây. Bôi hết xoa đều đi. Mình cứ đổ ạ. Rồi ok. Hơi tối các bạn thông cảm nhá. Úi giời ơi, thế thì xoa đều lên là được rồi đấy. Nhiều rồi đấy. Đây này các bạn, nếu mà muốn để cho cái con mèo này mà thui nó vàng mà nó thơm thì các bạn mua cái lọ kẹo đắng xong là bôi vào nhá, bôi đều lên để cho nó ngấm. Đắng ngang phải mật ong nhá. Kẹo đắng nhiều quá này. Lên. Tí nữa ấy mà đấy. À, cho uống phần. Cho nó ôm lên cái cây. Ôm thì mày tui ở gì? Như này. Cứ cho này. Có cho dơm chùm lên được, cho chùm lên đi. Cao cái dưới bụng ra. Cho chùm lên được mà. Cho chùm lên nó khắc vàng hết. À, đấy thì xong là anh về anh nha. Lấy mẻ mấy này nhỉ. Giờ mới 6 giờ thôi mà tối úm này rồi. Mùa này nhanh tối thật đấy. Ra ngoài này trời hơi tối, không nhìn thấy gì luôn. Vàng phết. Đấy. Cái chỗ kia là dính cháy đấy nhá, nên tí cọ khẽ khẽ thôi. Em mong mà đi này, tối mà mổ uống rượu như ngày xưa là tối quá. Hôm nay là 16. 16 à? Cái tháng rồi. Đây là mèo mà mình vừa mổ xong đây. Là hôm nay là trời tối quá nên thui là bên này là dính hơi cháy một tí. Bởi tôi không để ý khi nhìn thấy được, còn bên này rất là đẹp rồi. Đáng nhẽ là mình định làm lọc ra để xào rau má, nhưng mà thôi bây giờ muộn rồi nên là thôi cứ chặt hết cả ra xong là xào rau má thôi. À, thịt ngon lắm. Nếu mà lọc ra được thì cái xương này có thể nấu được cả với lại chuối với mẻ, nhưng mà tối quá không phải nữa. Rồi chặt ăn cả xương thôi, ăn thử lún luôn. Thịt này, mèo này nó không có mỡ mà, nên là mình phải cho một ít mỡ lợn vào. Còn gia vị thì mình cho một tí riềng, một tí mẻ và một tí mắm tôm. Còn xả mấy lại ớt thì cho sau cùng các bạn nhé. Xả với ớt mê rau má thì cho sau cùng. Còn bây giờ cứ cho riềng, mẻ, mắm tôm vào đảo cho thật kỹ đi đã. Khi nào chín thịt mèo đi đã. Con mèo nó khoảng tầm 3 cân thì cũng chưa già lắm nên là mình không cho rượu vào đâu. Nếu con nào mà già thì các bạn cho một ít rượu trắng vào lúc đầu ban đầu này thì nó sẽ mềm hơn.
mẻ đấy. Không này, sắp hết rồi. Chuyên ăn bao giờ à? Thối anh làm thì thối, làm sạch thôi, làm kỹ rồi đấy. Nhưng mà làm riềng nó... chưa tăng giá. Làm nó phải nó này cái gì khủng nó mới ngon. Không hiểu cái gì mà. Đất. À, mà ớt mình xả bóc ra. Cho vào rồi gì? Chưa, ớt xả cho vào cuối, còn ớt tí nữa thái cho anh 3 quả nhé. Đây ớt anh buồn. Đấy. Con mèo rất là nở các bạn nhé. Là tay phải đâu con? Các bạn cho vào cái nồi hoặc cái chảo gì nó to to để đảo cho nó dễ. Thì mèo nở lắm. Bây giờ là thịt mèo đã chín thì mình bắt đầu mới cho cái rau má này vào các bạn này. Rau má thì khá là nhiều. Tí đảo thì nó sẽ quát dần như vậy. Rau má này các bạn có thể ăn cả sống luôn nhé. Ăn sống ăn chín. Rồi đảo một lúc nó sẽ ngót dần đi. Đấy khi thịt mèo chín thì các bạn cho bột ngọt thì cho cả xả với lại rau má và đảo. Rau má thì cũng rất nhanh chín, khi nào nó tái là chín rồi, mà rau má thì ăn sống cũng được mà. Là hoàn thành cái món này. Đấy cái chảo này lúc nãy nhìn thừa, bây giờ cho rau má là không đảo nổi nữa các bạn. Rồi. Tuyệt phẩm. Ừ. Ngoài món rau má thì mình có cả món lòng xào rau dưa các bạn này. Xào nó không phải xào bởi vì là có cả nước đây. Có nhiều nước lắm nên không lắm gọi là xào thôi. Để giới thiệu các bạn đây là món lòng xào rau dưa nhá. Đấy, ở đây mình hay gọi là bánh xe. Đây là khấu ruột cùng của con lợn. Này, toàn miếng dày này. Đấy. Ê, món thịt mèo đã hoàn thành các bạn nhé. Đấy, một đĩa to luôn. Này biết mấy cân nhỉ? Cân. Vẫn chưa múc hết đâu, vẫn còn thừa. 2 cân 4. Úi dồi ôi. Lửa. Bây giờ xách lên thì nặng tay luôn này. Đấy, giới thiệu các bạn đây là món thịt mèo xào rau má theo kiểu chùa Hương nhá. Đúng theo kiểu chùa Hương mới chịu. Bây giờ là sắp lên mâm đã rồi, anh em mình chiến đấu đấy các bạn ạ. Chẳng già quá các bạn. Đủ rượu chưa? Đủ rồi. Kín ạ. Mời mời anh em đi. Nga đúng à? Nga là một chuối đấy. Các bạn nhá. Làm đen nhá. Còn đây nhá. Đã uống nghe tí nữa. Đây là thịt các bạn này. Lại quay lại cái món thịt mèo này bạn xem nhá. Đấy. Quá ngon luôn nhỉ. Bây giờ là buổi tối thì nhìn nó không em ngủ được đâu. Đẹp đấy. Không để cho đi thôi, chị thôi. Vài món đậu và rau dưa và canh. Alo. Còn vài anh em nữa thì đang đường xa nên là chưa ấy được. À đây là bạn Tùng. Vừa rồi. Xin chào anh em nhá. Đấy. Bạn Tùng là nghe ngửi cái mùi thịt mèo nó phóng tới rất nhanh. Tốc độ hơi cao luôn đấy. Rồi, bây giờ chờ vài anh em nữa đến thì bắt đầu lại đồng khởi. Mỗi người đây rót anh đấy. Đây là bình rượu táo mèo của nhà mình đây bạn này. Đấy. Đỏ au luôn. Đây rượu táo mèo chuẩn luôn. Rượu bao nhiêu độ anh ơi? Rượu này lúc anh ngâm là 40 độ. Nhưng mà ngâm được 3 năm rồi nên là yên tâm đi. Thêm lắm. Rồi, bây giờ còn xa cách anh em. Đây là thêm bạn Thanh nữa là bên chỗ mổ và thui con mèo. Con mèo đây. Còn thiếu 1-2 thành phần nữa nhưng mà chưa sang được. Rồi. Nhóm em chơi khác. Mà ăn chưa?
Nhạt hay mặn? Nhạt hay mặn? Nước bây giờ mà ăn đi. Thế là cũng cả có bọn ní liền đi nhưng mà bọn anh nói xấu cái cả đấy mà. Không phải là bảo là xấu cái tầm nhìn. Đúng thiệt mèo không? Mặt anh nhạt hay như nào? Mày nhớ rau má tí nữa xào thêm. Vẫn còn một tí nữa dưới đấy mà. Thì áo nội anh lên nhà đặt cái màn cho anh. Đẹp. Anh là bắt đầu tâm sự rồi. Thôi cụ ơi, tâm sự vừa thôi. Ngoài đây không có anh đâu. Chuyển hết tâm sự đấy. À cái nhà anh ấy mai đi không? Ok. Bảo về vợ. Mai đi. Tôi đang nhắn tin cho bạn là nếu có chương trình live tour thì tranh thủ lúc lông nhà. Đang lúc nông nhà thì không có cây lúa thì bạn có thể để tôi đi. Cái chương trình mà từ thiện của tôi thì đến qua 20 bắt đầu mới ấy, còn bây giờ chỉ ẩm thực đã. Nhưng mà tôi gửi cái cho đẹp giảm được không? Nó bảo là nó nhưng mà lấy là cũng nó lấy dễ các thứ này dài à luôn. Này trên tỷ lệ thì rau đã nhiều rồi. Lúc sau 100.000 luôn một đĩa rau má. Em nào? Em về đấy. Có một cái gì ở trong đấy. Em có má sống không? Nó ăn được mà. Không để tôi bỏ ra thì tại vì sao đấy? Tặng bạn đấy, ăn còn tặng bạn đấy. Còn em đi gần cái thị ấy, em nhà ăn cơm bình dân đấy này. Hôm nay em gọi đúng một đĩa trứng, hai tặng hai thôi. Thằng này là câu giờ chết nhỉ. Một đĩa trứng này, mấy cả một đĩa đúng mà mấy miếng thịt ra đây này. Nó ra cho em 180.000 hai thằng. Tính nói tí nó có lý, nó hai chén rồi. Ba chén. Đợi luôn em. Cái này nó cho vợ tôi này. Ở gần đi. Mọc hết. Giờ yếu rồi. Để cho nó góp chung cái tiếng này thì nó phải cua lên nhá. Ôi trời ơi, không dám tắm. Sợ đi. Có chưa? Bảo đấy, cái đéo này mà cua mình phải lý. Cái nào đi tắm này. Ông Dũng này phải tắm thật à? Tắm thế nhỉ? Ở trong tàu 3 năm. Ui ôi, áo này bao giờ điện bà trang điểm trong lửa tiếng không phải lắp trang chứ không phải lắp trang đâu rồi mình nhớ nhất hơn chân chó sàn và nhau người điểm như vậy thì phải nói là đấy không phải rất là ngoài đầu không kiếm được đâu nhỉ đấy tuấn đoán cho nó không thể đấy những lúc đầu gặp là chưa nói chuyện là thấy cái trước đấy xưa đợt đầu với nhau tưởng khó tính nhưng mà đúng không? Đúng không? Đúng không? Cứ phải là giao lưu thì mới biết được. Đơn giản làm như thế cũng có luôn thật. Bây giờ mua thì nhéo nhéo nào thì nó cũng làm được. Anh cũng nhận là ăn cái gỏi thịt mèo ngang mà ăn cái thịt mèo ngang mà ăn cái gọi đây là vừa rồi anh bảo thêm quý nó mặc ngay. Là lá, là lá, là từ nét là môi cả anh em. Chào bạn Thành nhá. Ừ. Nốt đi bạn ạ. Bạn xin chào bạn anh em. Rồi, có để cho mọi người tự nhiên thì mình cũng xin phép dừng video tại đây nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau nhá.